Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Vũ Quyên. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Nghiệp Báo. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Dân làng đang xôn xao về việc cậu Phúc chết bất đắc kỳ tử trong căn nhà ngói năm gian mới xây của mình. Người ta đồn rằng cái chết ấy là nghiệp quả của cậu khi dám phá đi cây hương cổ thụ trong vườn để xây nên căn nhà mới, bất chấp việc bà Năm, mẹ của cậu, ra sức ngăn cản. Nhà bà Năm ở đầu làng Vòng. Đó là căn nhà ngói ba gian kiểu cổ xưa do bố mẹ bà dựng lên. Bố mẹ bà Năm chỉ có duy nhất một người con gái là bà. Vì thế sau khi lấy chồng, ông Năm theo bà về ở rể trong chính căn nhà ấy. Vào thời đó, gia đình nhà bà Năm đã thuộc vào loại khá giả trong làng. Bà Năm làm nghề bán hàng xén ở trên chợ huyện. Vì là người tính tình vui vẻ, đôn hậu, nên bà rất được lòng người. Hàng quán của bà lúc nào cũng đông khách tới mua, người ra người vào tấp nập. Cuộc sống gia đình vì thế mà ngày một khấm khá hơn. Vợ chồng bà lấy nhau cũng đã được gần 3 năm, ân ái mặn nồng. Bố mẹ bà cũng vô cùng yêu quý người con rể này. Ông Năm hàng ngày phụ bà buôn bán ở chợ. Không những thế, việc cơm nước trong nhà đều một tay ông đảm nhiệm. Bà Năm mỗi ngày đi buôn bán về, chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi, rồi lại chuẩn bị hàng quà cho ngày hôm sau. Thế nhưng chắc ông trời không cho ai tất cả. Dù cuộc sống tiền bạc dư thừa, nhưng mãi mà ông bà vẫn không thể nào sinh được một mụn con. Bà Năm cũng đã đi tìm hiểu thầy lang để thuốc thang, nhưng không hiệu quả. Hàng ngày việc buôn bán bận rộn thì không sao, nhưng cứ đêm về, khi nằm lên giường đi ngủ, bà lại thở dài thường thượt, lòng buồn rầu không thôi. Ông Năm thép dậy an ủi. Thôi bà, số mình đã như vậy, hay là mình cứ chăm lo cho bố mẹ khỏe mạnh đó là cũng vui rồi. Con cái là của trời cho, mình biết làm sao được. Nhưng mà tôi thương ông lắm. Tôi biết là ông cũng mong có được một mụn con để hủ hỷ cho vui nhà vui cửa. Nhưng mà mãi thuốc thang đầy đủ, tôi mãi vẫn chưa có thai. Thế rồi hai ông bà lại ôm nhau mà khóc, tủi cho hoàn cảnh của mình, lại thương bố mẹ đã già mà vẫn chưa có cháu bế bồng. Rồi việc buôn bán ngày càng thuận lợi, nên ông bà quyết định mở rộng cửa hàng để nhập thêm được nhiều mặt hàng khác. Trước ngày khai trương cửa hàng mới, cụ Mẫn, bố của bà Năm, có ra cây hương ở trước nhà khấn vái cầu xin cho chuyện làm ăn của vợ chồng bà Năm được thuận buồm xuôi gió. Bà Năm không biết cây hương đó là để thờ cúng ai và có từ bao giờ. Bà chỉ nhớ rằng từ lúc bà còn rất nhỏ đã thấy cây hương được đặt ở đó. Nhiều lần vì tò mò, bà có hỏi cụ Mẫn, nhưng cụ bảo sau này bà lớn sẽ kể cho bà nghe. Nhưng rồi lâu dần bà cũng quên mất chuyện năm ấy. Một ngày nọ, sau khi kết thúc một ngày buôn bán mệt mỏi, bà Năm trở về nhà như thường lệ. Ông Năm vẫn như mọi khi về nhà sớm hơn để chuẩn bị cơm nước. Về tới nhà, bà gọi. Ông Năm ơi, ra đây tôi bảo nè. Đây, tôi ra ngay đây. Ông tất tả từ dưới bếp chạy lên, thấy bà Năm ngồi bệt dưới hiên nhà, mặt xanh xao mệt mỏi. Ông vội hỏi. Kìa, bà làm sao đấy? Này đông khách quá cho nên bà mệt có phải không? Ông này, không hiểu sao cả ngày hôm nay người tôi cứ nôn nao khó chịu. Không biết có ăn phải cái thứ gì không mà buồn nôn quá. Hay bà mệt quá cho nên sinh đau ốm rồi? Để tôi xem nào. Rồi ông sờ trán bà Năm, lẩm bẩm bảo. Không có sốt.
Vậy là bị làm sao nhỉ? Hay tôi chạy đi gọi thầy Lan cho bà nha. Chợt bà Năm đăm chiêu suy nghĩ rồi ngập ngừng. Ông này, có khi nào tôi có thai rồi không? Ông Năm thấy bất ngờ khi nghe bà nói vậy, rồi chợt reo mừng. Thật không? Vợ chồng mình sắp có con rồi hả? Ông tiến đến cầm tay bà, lo lắng hỏi. Bà còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi không sao, ông đừng lo. Để tôi chạy qua nhà thầy Lan Mỏ, nhờ thầy qua bắt mạch cho bà. Bà vào trong nhà ngồi nghỉ chờ tôi về, đừng có đi lại lung tung nha. Nói đoạn, ông lật đật chạy ra ngõ. Một lúc sau tất tả chạy về. Theo sau là thầy Lan Mỏ, xách cái tay nải chậm rãi đi vào. Sau một hồi bấm nguyệt, thầy Lan gật đầu nói. Đúng là nhà cô đã có thai, nhưng mà mạch tượng còn rất yếu. Tôi sẽ kê cho nhà cô mấy thằng thuốc bổ để an thai, sau này tránh đi đứng làm việc cực nhọc. Có thật không hả thầy? Là con có thai thật rồi, có đúng không hả thầy? Cái nhà chị này, tôi ngần này tối đầu còn đi nói láo nhà cô à. Bà Năm rối rít xin lỗi thầy Lan, rồi nắm lấy tay ông Năm, vừa cười vừa khóc. Bà nói, mình ơi, tôi có thai thật rồi, vợ chồng mình có con thật rồi ông. Những ngày tháng tiếp theo, để bà Năm yên tâm dưỡng thai, ông Năm đã thuê thêm một người trong làng phụ ông bán hàng. Người này nhanh nhẹn tháo vát nên rất được việc. Công việc buôn bán gì thế cũng ngày một tốt lên. 9 tháng 10 ngày sau, bà Năm sinh được một người con trai, đặt tên là Phúc, ngụ ý là phúc đất trời cho ông bà đứa con quý tử này. Cụ Mẫn và vợ chồng bà mừng lắm, mở tiệc ăn mừng, mời xóm làng đến chung vui. Người dân ai ai cũng mừng cho vợ chồng bà. Cuối cùng thì gia đình bà cũng đã có được niềm vui trọn vẹn. Cuộc sống sung túc, con cái đề quề. Bà Năm từ ngày có cậu Phúc, bà chăm đi làm từ thiện hơn. Trong làng có gia đình nào khó khăn, bà đều tìm đến giúp đỡ. Ngày cậu Phúc lên năm thì cụ Mẫn qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cụ gọi bà Năm đến bên giường dặn dò. Ta già yếu rồi, nhắm chừng không thể sống lâu cùng vợ chồng con và cô Phúc được nữa. Đời ta cũng không có tài sản gì để lại cho con, chỉ có căn nhà này. Vợ chồng con chăm chỉ làm ăn rồi giữ gìn lấy mà có chỗ sinh sống. Bố à, con chỉ cần bố sống cùng chúng con, con không cần gì nữa cả. Sinh lão bệnh tử ở đời không ai tránh được, ta rồi cũng sẽ phải đi theo bố của con về với tổ tiên. Các con ở lại cố gắng nuôi dạy thằng Phúc nên người. Bố đừng nói gì nữa, bố cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Con đi nấu cháo cho bố ăn rồi bố sẽ khỏe lại thôi. Ông cụ khẽ lắc đầu, khó nhọc nói. Có chuyện này, ta muốn con phải nhớ. Việc hương khói ở cây hương trước giờ vẫn do ta làm. Vợ ta đã sắp gần đất xa trời, nên giao lại việc đó cho con. Ngày rằm mồng một, tuần tuyết, tuyệt đối không được bỏ bê ngày nào. Con còn sống ngày nào đó, nhất định không được quên lời ta dặn. Chăm chỉ làm lụng siêng năng thờ cúng ở cây hương. Vậy thì sau này đó, các con sẽ luôn được ấm no hạnh phúc. Xin bố cứ yên tâm đi. Mọi việc bố dặn, con xin ghi nhớ và làm theo, không để người phải bận lòng. Ông cụ cố hết sức để nói thêm một câu trước khi trút hơi tàn sức yếu. Nhất định phải coi kỹ thằng Phúc. Năm nó 23 tuổi, đừng để nó làm sằng làm bậy,
mà gây nghiệp, nghe chưa? Hãy nhớ kỹ lời ta. Nói rồi cụ Mẫn tắt thở, ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Đám tang cụ nhanh chóng được diễn ra. Người dân trong làng cũng đến giúp vợ chồng bà Năm lo ma chay cho cụ. Tiễn cụ Mẫn một đoạn đường cuối cùng. Lúc sinh thời, cụ cũng là một người hiền lành nhân hậu, nên người dân đều vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cụ. Cho đến ngày cụ ra đi, bà Năm vẫn chưa biết được cây hương trước nhà được dựng lên để thờ cúng ai. Sau khi làm tang sự xong xuôi, vợ chồng bà Năm trở lại cuộc sống ngày thường. Bà cùng chồng buôn bán trên chợ huyện, công việc thuận lợi vô cùng. Cậu Phúc cũng ngoan ngoãn, nghe lời, khiến ai ai cũng yêu mến. Cuộc sống trôi qua êm đềm, những tưởng cuộc đời bà Năm cứ vậy trôi qua cho đến cuối đời. Mà đâu ai ngờ được, biến cố lại sắp xảy ra. Vì là đứa con mà khó khăn lắm vợ chồng bà mới có được, nên bà yêu thương cậu Phúc hết mực, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng chính vì được nuông chiều từ bé, nên dần già cậu Phúc thay đổi tính nết. Cậu không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Giờ đây, cậu là một chàng thanh niên ương bướng, ngỗ nghịch, với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng tai quái. Bà Năm vì thương con, nên hết lần này đến lần khác, đáp ứng những đòi hỏi vô lý ấy. Nhiều lần ông Năm có ý khuyên ngăn. Bà không thể lúc nào cũng nương chiều nó thái quá như vậy được. Phải để nó biết khó mà trân trọng chứ. Bà Năm tặc lưỡi bảo. Thì mình có mỗi mình nó là con. Chả phải mình cố gắng làm lụng, cũng là để dành cho nó sau này sao? Chờ trước hay chờ sau thì cũng vậy mà. Đoạn ông Năm lắc đầu, rồi trầm tư suy nghĩ. Tuy gia đình bà Năm giờ đã thuộc vào diện giàu có trong làng, thế nhưng cậu Phúc lại không chịu học hành chăm chỉ. Cậu đã bỏ học sau khi học hết cấp 3, dù bà Năm hết mực khuyên nhủ. Hàng ngày cậu lêu lỏng theo đám bạn trong làng đàn đúm chơi bời. Cứ mỗi khi hết tiền, cậu lại về xin bà Năm để đãi chúng bạn nhậu nhẹt. Năm nay cậu Phúc đã tròn 23. Suốt những năm tháng nghỉ học, cậu chẳng chịu đi làm, chỉ theo bạn bè đi khắp xóm trên làng dưới tán tỉnh, chọc ghẹo con gái nhà người ta. Cũng là mở ra tấm bi kịch cho chính cậu và gia đình. Vào một ngày mùa đông, Phúc trở về nhà với vẻ ngoài hớn hở, nói với bà Năm. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ. Bà Năm ngơ ngác hỏi lại cậu Phúc. Trời đất quỷ thần ơi, con nói cái gì vậy? Con bảo mẹ là con muốn cưới vợ. Bà Năm bỏ dở công việc đang làm, quay lại phía cậu Phúc, nói. Là con đùa với mẹ thôi phải không? Con quen con gái nhà ai, có thấy nhắc đến bao giờ đâu mà đụng cái đòi cưới. Là Hằng, con gái của bà Ngoan ở lần bên. Cô ấy xinh đẹp tuyệt vời đó mẹ. Bà Năm cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, rồi chợt à lên. À, là con Hằng, năm nay tròn 20 tuổi, con nhà ông Khắc bà Ngoan đó hả? Đúng đúng, mẹ qua hỏi cưới cô ấy cho con nha. Cậu Phúc nũng nịu, từ bé đến giờ, chưa có điều gì cậu muốn mà bà Năm từ chối. Cậu biết cậu chỉ cần ngọt nhạt vài câu, dù chuyện có động trời đến đâu, thì cuối cùng bà Năm cũng sẽ đồng ý với mình thôi. Hơn nữa, chuyện cậu muốn cưới Hằng cũng đã là chuyện đôi bên tình nguyện. Hơn nữa, bố mẹ Hằng cũng thuộc dạng tham lam. Thấy gia đình Phúc khá giả nhất nhì trong làng vòng, thì đã âm thầm vung vén cho con gái từ lâu. Ở cái tuổi 20, Hằng cũng đã thuộc dạng quá lửa, lỡ thì thời bấy giờ. Không phải là không có thanh niên nào nhìn ngó, mà vì bà Ngoan mẹ của cô tham giàu nên không muốn gả cho mấy gã nghèo rất mồng tơi trong làng. Bà Năm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói với Phúc. Con thật lòng muốn lấy con Hằng làm vợ sao? Vâng, nếu không phải là Hằng thì không phải là ai khác. Cái thằng này, rồi rồi, để mẹ bàn với bố con, rồi qua nhà người ta đánh tiếng. Mà mẹ nói này,
Cưới vợ rồi, còn phải tu chí làm ăn đó, không có được lòng bồng đâu nữa đây. Đám cưới Phúc nhanh chóng được diễn ra với kỳ vọng của ông bà Năm rằng cậu sẽ trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Quả đúng là Phúc đã thay đổi sau khi lấy vợ. Cậu đã chịu lên huyện phụ bố mẹ bán hàng để kiếm tiền cho Hằng tiêu xài mua sắm quần áo. Cậu cưới Hằng vốn vì cô xinh đẹp dịu dàng. Cậu muốn vợ mình được ăn trắng mặc trơn, quần là áo lược để cho mấy đứa bạn lát mắt. Trước đó cậu giống ham chơi, không chịu học hành nên bạn bè thường hay chê cười rằng ngoài mớ tài sản của bố mẹ ra thì cậu chẳng có gì đáng giá. Nếu không phải vì cậu chịu chi tiền cho các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt thì thanh niên trong làng chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả. Giờ cậu có vợ đẹp, sau này lại có con ngoan, tha hồ khoe mẽ với bọn chúng. Hằng vốn là con nhà nghèo, cưới nhau xong được về làm dâu nhà giàu, cô cũng không hống hách gì. Nghĩ chắc số mình may mắn nên được Phúc để ý. Tuy chồng cô có chút ham chơi nhưng lại chịu chiều chuộng cô vô cùng. Sự thay đổi đột ngột của Phúc cũng do cô thủ thỉ bên gối mỗi đêm. Cô nghĩ hai vợ chồng chịu làm lụng phụ bố mẹ thì chẳng sợ đói sợ rét như trước nữa. Vào một ngày mưa rét căm căm, Hằng nằm co ro ôm chồng than vãn. Chồng nè, hay là mình nói với bố mẹ xây một căn nhà mới lớn hơn. Nhà này xây đã lâu, bình thường chỉ có bố mẹ với anh thì không nói làm gì. Giờ có thêm em, sau này chúng ta sẽ có con. Chui ra chui vào trong căn nhà ba gian chột nát này đó, em không có chịu được đâu. Phúc ra chiều suy nghĩ, ngẫm lời vợ nói cũng có lý, nên bèn nói: Ờ, để mai nói với bố mẹ xem sao. Giờ thì ngủ đi, trời hôm nay rét quá. Đoạn cậu quay qua ôm vợ mình ngủ một mạch tới sáng tình mơ. Lại nói tới bà Năm, vốn bản tính giản đơn nên dù công việc buôn bán khá giả, nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ xây nhà bề thế phô trương. Bà thích cái căn nhà gắn liền với tuổi thơ của mình, nên dù nó đã cũ, nhưng bà cũng chỉ tìm người sửa lại rồi thôi. Vài ngày trước, bà Năm có nghe Phúc nói muốn được xây dựng lại ngôi nhà rộng hơn. Ngẫm nghĩ một hồi, bà thấy cũng đúng nên quyết định bàn với ông Năm. Ông này, tôi tính vợ chồng mình á cũng đã khấm khá hơn rồi. Hay là mình đập căn nhà này đi, xây căn lớn hơn cho vợ chồng thằng Phúc có buồng riêng. Nói vậy chứ bọn nhỏ mới cưới, sinh hoạt cùng mình mái như này cũng không tiện ông à. Bà tính cũng phải đó. Tôi biết là bà có tình cảm với căn nhà này, nên lâu nay tôi không có dám nói gì đến việc xây nhà mới. Nhưng mà thời thế thay đổi, cũng không thể để vợ chồng con cái cứ chui ra chui vào trong mấy gian nhà chật hẹp như vậy được. Thì tôi cũng nghĩ như ông vậy đó. Thời của mình có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi. Nhưng mà tụi nhỏ lớn lên đã bao giờ phải chịu cực khổ ngày nào đâu. Rồi chúng đó còn sinh con đẻ cái. Nghĩ thì cũng đến lúc phải xây căn nhà mới khang trang rồi đó ông à. Ờ, thế bà định xây như thế nào? Không ấy, mình đập bỏ căn nhà này đi, nới rộng cái móng ra nằm gian, xây cho vợ chồng thằng Phúc một buồng riêng, hai vợ chồng già mình một buồng. Nhà ngoài thì mình vẫn làm như cũ, để bàn thờ tổ tiên với cái bàn trà. Ông thấy tôi tính vậy có được không? Ông Năm ra chiều gật gù, cười rồi bảo. Ờ thì bà tính vậy tôi thấy cũng hợp lý đó. Vợ tôi đúng là xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất. Lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn. Cái ông này, già rồi, còn đùa giỡn không nghiêm túc. Con cái nó nghe được, nó lại chả cười cho. Ô hay, vợ tôi khen, tôi lại chả khen vợ thằng xóm mà. Ngày hôm sau, ông Nam đi tìm thầy để coi ngày lành động thủ. Rồi lại tất tả đi tìm ông Bá, chủ hội thợ nề của làng, để nhờ ông lo cho công việc xây dựng căn nhà. Một tuần sau, ngôi nhà chính thức được khởi công. Cậu Phúc mừng lắm vì mong ước của vợ đã sắp thành hiện thực.
Từ bé đến lớn, cậu chưa làm được trò trống gì, nên xem đây là thành công lớn nhất mà mình sắp làm được. Chỉ ít lâu sau, căn nhà ngói năm gian đã dần dần hiện ra trước mắt với bao sự xuýt xoa của người dân trong làng. Họ kháo nhau. Gia đình bà Năm à, đúng là phúc đức à. Từ khi sinh được cậu Phúc tới giờ, công việc có ngày một trôi chảy, giờ lại còn xây nhà to nhất làng nữa. Đúng đúng đó, tôi thấy từ ngày có cậu Phúc là nhà bà Năm phất lên trông thấy. Thì cũng phải kể đến công lao của bà Năm, người đâu mà nhanh nhẹn thao vác thế chứ lì. Không những thế còn nhân hậu nữa, giúp đỡ bao nhiêu người khó khăn trong làng. À, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, các cụ nói cấm có sai các bà nhá. Cùng lúc đó, tại nhà bà Năm, nhìn căn nhà đang dần hoàn thiện, bà mừng rỡ bảo với chồng. Ông này, chắc là nhà mới xong kịp lúc mà mình đón năm mới luôn ông ha. Chắc là vậy ạ. Bác Ba bảo chỉ còn ít ngày nữa là có thể hoàn thành rồi. Lúc đó mình lại nhờ thầy coi ngày lành cho gia đình dọn vào nhà mới. Vậy là Tết này cả nhà mình được đón Tết trong căn nhà mới rồi. Thấy vợ đã rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc, ông Năm cũng thầm vui trong bụng nhưng không nói ra. Phúc thấy căn nhà đã sắp được xây xong, bèn kéo lũ thanh niên trong làng đi ăn nhậu, sẵn tiện khoe khoang. Tuy nói là cậu đã thay đổi rất nhiều sau khi lấy được Hằng, nhưng ở đời người ta vẫn nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là thằng thanh niên mới lớn, trong máu còn tràn đầy sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Sau khi đã cà kê vài ba chén rượu, cậu bắt đầu nói với lũ thanh niên trong làng. Tụi bay cứ bảo tao chẳng có gì. Giờ thì tao đã có nhà, còn có cả cô vợ xinh đẹp. Đã có đứa nào mà được cho tao chưa? Một thằng trong bàn lên tiếng. Rồi rồi, mày là nhất. Mà nhà mày chỉ xây thế thôi à? Ý mày là sao? Thì tao thấy trong làng ấy, nhà nào giàu cũng sẽ xây một cái hòn non bổ trước nhà. Nhà mày có xây không? Hay là xây xong cái nhà là hết tiền rồi? Ngắt lời, cả bọn cùng nhau cười lên hô hố, như thể kích bác Phúc. Sẵn có hơi men trong người, Phúc lớn tiếng. Cái gì? Chỉ là hòn non bộ thôi mà. Xây, mai tao về xây một cái cho tụi mày lát mắt. Bản tính hiếu thắng khiến Phúc không muốn chịu thua. Cậu muốn cho lũ bạn sau này phải nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thèm thuộc. Ở vùng Bắc Bộ ngày ấy, trong những ngôi nhà thuộc diện khá giả, giàu có, người ta thường thấy trước mỗi ngôi nhà đều có xây một hòn non bộ. Đó là thú vui của các ông có chút chức tước trong làng, hay những nhà giàu muốn nâng cao địa vị. Nhà nào càng giàu thì xây hòn non bộ càng to. Người ta so kè nhau từng chút về độ to nhỏ của hòn non bộ. Giống ông bà Năm không phải là người thích khoe mẽ, nên khi nghe con trai ngỏ ý, bà rầu rĩ bảo: nhà mình vừa mới xây xong, tiền bạc trong nhà cũng không còn dư giả là bao. Không ấy mình đợi thêm một thời gian nữa được không con? Không được đâu mẹ ơi. Con đã nói với tụi thằng Tý là xây rồi, giờ mà không làm, tụi nó coi con ra gì? Ơi, mấy cái đứa suốt ngày lêu lổng ngoài đường, con nghe lời chúng nó làm cái gì? Không được, quân tử nhất ngôn, đã nói là phải làm. Mẹ không báo người làm, con chết cho mẹ coi. Ở cái thằng này, nói gỡ mồm. Rồi rồi, thì làm, được chưa? Con cảm ơn mẹ, mẹ con là đẹp nhất. Cha bố nhà anh, chỉ như vậy là nhanh thôi. Vấn đề là bây giờ làm sao để xây được cái hòn non bộ trước nhà, khi mà ở đó đã có cây hương dựng từ lâu đời. Bà Năm bèn tìm ông Năm để bàn tính. Ông nói ơi, ông lên tôi bảo cái này. Ông Năm tất tả từ dưới bếp chạy lên nhà. Gì đấy? Có chuyện gì mà trông bà nghiêm trọng thế? Ê, thằng Phúc nó muốn xây cái hòn non bộ, nhưng mà trước nhà mình lại là cây hương. Ông tìm bác Bá hỏi xem, bác có cách nào để xây cho vừa đẹp,
mà vừa không ảnh hưởng đến cây hương được không? Ông Năm nghe vậy thì nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Ơi, bà chịu con nó quá rồi đó. Cứ thế này con ngại á, nó gây quả ngập đầu đấy. Cái ông này, con tôi thì tôi thương, chứ chẳng lẽ lại đi thương con ông hàng xóm? Vậy chả phải ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà? Cái bà này, tôi thương bà còn chẳng hết, sao lại nỡ đuổi bà đi? Thôi thôi, ông đi tìm bác bá, hỏi ý bác tính ra sao. Rồi rồi rồi, tôi đi ngay đây. Ông bá nghe xong câu chuyện thì đứng ở trong sân nhà ông Năm, nhìn ngắm một hồi rồi nói. Đất chỗ này đặt hòn non bộ thì đẹp đấy, nhưng ngặt nổi lại vướng cái cây hương thế này. Để hòn non bộ phía sau thì lại bị cây hương che mất, mà để đằng trước thì đất lại chật không đủ. Ơi, mà tôi thấy để đằng trước che cây hương cũng không được hợp lý đâu. Hay là thôi, đừng có làm nữa. Phúc từ đầu vừa về tới sân, nghe thấy ông bá nói không làm nữa, bèn gắt gỏng. Phải làm chứ sao lại thôi, bắt bá cứ xe cho cháu đi, cùng lắm thì phá bỏ cây hương là xong. Bà Năm trong nhà nghe thấy con trai bảo đập bỏ cây hương, liền vội vàng chạy ra. À, không được đâu con, không có đập bỏ cây hương được. Nhà ta thờ cúng cây hương từ thời ông ngoại còn sống, sao nói đập là đập được. Phúc không cam tâm, máu hiếu thắng lại sôi sục trong người, liền bảo. Thế cây hương này là thờ ai? Tên tuổi là gì mẹ có biết không? Hay là trước giờ có thờ không thờ địa vậy thôi? Thì mẹ cũng không biết, nhưng mà ông ngoại con đã dặn. Cũng không cần biết, bắt buộc phải xây hòn non bộ cho con. Mẹ muốn làm sao thì làm. Bà Năm cười khổ nhìn ông Năm. Ông cũng lắc đầu ngao ngán cậu con quý tử. Ông bá thấy vậy liền bảo. Vậy nhà chú có bàn tính đi, thống nhất ý kiến rồi báo lại tôi. Còn giờ thì tôi xin phép gia đình, tôi về trước đã. Ông Năm gật đầu bảo. Vâng, bác thông cảm nghe. Nhà có mỗi mông con, mà nhà tôi lại nuông chiều nó quá, đâm ra nó ngỗ nghịch hỗn hào. Mong bác bỏ qua cho. Vâng vâng, tôi hiểu mà. Ông bá cười cười nói, rồi quay người ra về. Trong nhà, Phúc đóng cửa buồn. Bà Năm gọi thế nào cũng không chịu ra. Nếu mẹ không dây, con tuyệt thực, con chết cho mẹ xem. Biết tính con trai còn trẻ con, bà Năm liền khuyên nhủ. Không phải là mẹ không muốn xây, mà bây giờ xây thì phải đập bỏ cây hương. Lỡ phạm phải điều gì cấm kỵ thì lại khổ ra con à. Mẹ chỉ mê tín dị đoan, cúng bái quanh năm, nhưng lại chẳng biết đang cúng ai, bái cái gì. Từ ngày ông ngoại con còn sống, ông ngoại con thờ cúng, đến lúc ông mất chưa kịp nói cho mẹ hay. Nhưng mà ông dặn mẹ đó là phải chăm coi cây hương, nhất định không được bỏ bê. Con nghe mẹ đi, hay là mình đừng xây hòn non bộ nữa nha con. Phúc im lặng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, đợi ông bà Năm và Hằng chuẩn bị lên chợ bán. Cậu giả vờ trong người hơi mệt, nên sẵn ở nhà một hôm. Bà Năm cũng gật đầu, cho rằng đêm qua con trai nhịn đói mệt trong người, nên không nghi ngờ gì mà cùng con dâu lên chợ. Ở nhà Phúc nằm trong buồng, đợi cho yên tĩnh mới lò dò mở cửa đi ra. Cậu hí hửng nghĩ. Đi hết cả rồi, giờ mình đập cây hương. Tối bố mẹ về thì chuyện đã rồi, chẳng lẽ lại còn trách mình được sao? Nói là làm, cậu xuống dưới nhà kho, lấy lên cây búa tạ, rồi một mình đập từng nhát vào cây hương trước nhà. Từng mảnh giữa cứ dần vỡ ra, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Phúc vẫn liên tục đập. Cuối cùng sau một buổi trời, cậu cũng đập đổ được cây hương. Trong bụng thầm nghĩ. Để rồi xem có chuyện gì hay không. Chỉ là một cây hương mà thôi, chẳng có tên, chẳng có tuổi người nào. Ông đây sợ gì mà không dám đập bỏ. Đến chiều tối, khi ông bà Năm và Hằng về đến nhà,
nhìn thấy đống đổ nát trước sân, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Bà hốt hoảng gọi Phúc. Phúc, con đâu rồi? Thế này là thế nào? Phúc trong nhà chạy ra, thản nhiên đáp. Là con đã đập bỏ nó. Ôi trời ơi, con ơi là con, sao con lại phá cây hương thế này? Mẹ cứ lo sợ vớ vẩn, con phá xong rồi, cũng có chuyện gì xảy ra đâu mà mẹ lo. Ông Năm thấy vợ hoảng hốt, đến nỗi đứng không vững, thì vội đỡ bà vào trong nhà. Hằng cũng nhìn chồng vẻ ngao ngán, chẳng muốn nói thêm câu nào. Bữa cơm tối hôm đấy diễn ra trong không khí căng thẳng. Bà Năm thở dài thường thượt, trong lòng lo lắng không yên. Ông Năm thì thương vợ nên lên tiếng an ủi. Hay là mai tôi lên huyện đặt làm cây hương khác về mình dựng lại. Cậu Phúc nghe thép vậy vội bỏ bát cơm xuống, hắn giọng nói. Bố mẹ không xây hòn non bộ cho con, con chết cho bố mẹ xem. Ông bà Năm và Hằng kẹp dậy cũng hết cách, đánh tiếng thở dài rồi im lặng, mặc cho Phúc muốn làm gì thì làm. Thế là vài ngày sau, cuối cùng thì trước nhà Phúc cũng đã xây một hòn non bộ đồ sộ. Bên trong hòn non bộ thả một bầy cá, tiếng nước chảy róc rách vui tai. Phúc ra chịu ưng bụng lắm vì đã đạt được mục đích của mình. Bà Năm thấy con vui vẻ, nghe lời bố mẹ sau khi có được thứ mình muốn thì cũng thấy vui trong lòng. Lại nói sau mấy ngày phá đi cây hương để xây dựng hòn non bộ, bà cũng không thấy điều gì lạ xảy ra nên cũng yên tâm phần nào. Đời bà chỉ cần gia đình yên ấm, buôn bán đắt hàng và cầu mong sớm có một đứa cháu để bồng để bế lúc về già là quá đủ. Phúc bây giờ lại theo bố mẹ lên chợ huyện bán hàng, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Bà không hay biết rằng những đêm này, Phúc bắt đầu bị những cơn ác mộng bủa vây, khiến cậu dần sợ bóng đêm. Mỗi ngày, cứ khi lên giường đi ngủ, cậu đều nghe thấy bên tai vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ. Có lúc cậu lại thấy như bị ai lôi kéo, tưởng là Hằng muốn làm chuyện vợ chồng. Sẵn đang trong buồn ngủ, cậu gắt gỏng vài câu, rồi xoay lưng lại với vợ mà tiếp tục ngủ. Nhưng cậu không hay rằng nằm bên cạnh cậu, Hằng đã ngủ say từ lúc nào. Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Phúc thấy Hằng đang dọn mâm bát chuẩn bị cơm sáng. Cậu liền tiến đến cười cười nói nói thì thầm vào tai Hằng. Bộ em muốn có con lắm rồi hay sao mà đêm qua lôi kéo anh ghê vậy? Hằng quay lại lườm chồng. Mới sáng ra đã ăn nói linh tinh. Em muốn khi nào? Đi làm về mệt rồi ngủ ngay, còn đâu hơi sức mà để ý đến anh. Phúc cứ nghĩ rằng Hương còn ngượng ngùng khi anh nhắc chuyện chăn gối nên đánh trống lảng. Một ngày làm việc bận rộn lại trôi qua trong êm đềm. Nhưng chỉ cần đến đêm, khi vừa chìm vào giấc ngủ, Phúc lại mơ hồ nghe thấy tiếng ai nói chuyện. Nấp vào đi đi, nhanh lên, nhanh, không bị phát hiện bây giờ. Bởi vì tiếng nói lúc to lúc nhỏ nên Phúc không nghe rõ. Nghĩ có khi nào trộm lẻn vào nhà, cậu liền đánh thức Hằng. Vợ ơi, hình như là nhà mình có trộm đó. Hằng đang trong cơn ngái ngủ, lờ mờ nói. Trộm hả chồng? Trộm ở đâu? Anh nghe thấy tiếng nói xì xầm ngoài cửa. Có khi nào trộm đã lẻn vào không? Lúc này Hằng cố dụi mắt cho tỉnh ngủ, hỏi lại chồng. Giờ mình tính sao đây anh? Hay là gọi bố mẹ vậy? Đừng có gây tiếng động lớn. Em ở đây để anh mở cửa ra xem sao. Ừ, vậy anh phải cẩn thận đấy. Biết rồi, em đưa anh cây đèn. Nói rồi Phúc lò dò đi ra, hé cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, đâu đó có tiếng ếch nhái côn trùng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, hòa cùng với tiếng nước ở hòn non bộ róc rách, nghe như một bản nhạc đồng quê. Phúc từ từ đi ra sân, soi đèn hết một vòng, nhưng không thấy bóng dáng ai cả.
Cậu còn cẩn thận đi xuống bếp rồi vòng ra sau nhà, soi đèn vào mọi ngóc ngách căn nhà, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tên trộm nào. Cậu khó hiểu quay lại vào nhà, nói nhỏ với vợ. Quái lạ. Anh nghe rõ ràng có tiếng xì xầm ở sát ngay cửa, mà đi ra thì lại không thấy bóng dáng ai cả. Hay có khi nào anh ngủ mơ rồi không? Phúc ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Ồ, có thể là vậy. Chắc hôm nay có hàng đông khách, cho nên anh hơi mệt, nằm mơ linh tinh. Thôi ngủ đi vợ. Hai vợ chồng nói thêm vài câu, rồi lại lên giường đi ngủ. Mà không hay biết rằng, khi Phúc vừa bước vào nhà, phía ngoài sân lại bắt đầu xuất hiện những chiếc bóng đèn đi qua đi lại, xì xầm to nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những đêm sau, Phúc vẫn luôn nghe thấy những tiếng xì xào bên tai. Không những thế, cậu còn nghe được cả những tiếng khóc, tiếng than, tiếng kêu gào cứu mạng. Thậm chí Phúc còn thấy một vị có chùm râu dài, đầu đội mũ quan, ngồi trên ngai ghế nhìn xuống cậu mà nói. Nghiệp báo của nhà ngươi đến rồi, ta cũng không thể giúp được. Giống là người không tin vào tâm linh, nên cậu chỉ nghĩ đó là những cơn ác mộng do mình làm việc quá sức. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không sao, nên không để tâm lắm. Sáng nay như mọi ngày, vợ chồng bà Năm chuẩn bị lên chợ huyện thì Phúc thất thểu đi ra, mệt mỏi bảo. Nay con nghỉ mệt một ngày nha bố mẹ, con ở nhà ngủ thêm chút nữa. Chứ bữa giờ con mất ngủ cho nên quẩy quải quá rồi. Bà Năm gước lên nhìn thấy quần thâm trên mắt con trai. Bà giật mình. Sao lại để thiếu ngủ đến mức như vậy? Vợ chồng mới cưới, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Bà cứ nghĩ, do vợ chồng Phúc mới lấy nhau, tình cảm còn mặn nồng, nên Phúc lao lực trong chuyện chăn gối quá mới sinh ra vậy. Đoạn bà quay sang Hằng rồi bảo. Con cũng phải nhắc nhở chồng mình đừng có gần gũi nhiều quá nghe chưa. Thôi, con theo bố mẹ lên chợ, sẵn mua ít đồ về tắm bổ cho nó cũng được. Hằng đứng kế bên nghe thấy bà bảo vậy thì đỏ bừng mặt, quay qua lườm chồng một cái rồi lại tất tả theo bà Năm chuẩn bị lên chợ. Phúc gãi đầu cười cười rồi quay lại vào buồng, đóng cửa lên giường tiếp tục ngủ. Vừa nằm được một lúc, cậu lại nghe có tiếng người nói. Trả nhà cho chúng tao. Mày hãy trả lại nhà cho chúng tao. Xen vào đó là những tiếng la hét khóc than vang trời. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn ra vẫn thấy cửa buồng đang đóng. Xung quanh chẳng có bóng dáng bất kỳ ai. Chỉ vài phút sau, khi Phúc vừa mới chìm vào giấc ngủ, bỗng cậu cảm nhận được có một bàn tay nhấp nháp trườn lên người mình. Bàn tay ấy cứ trườn vào trong áo rồi luồn lên phía cổ. Sau đó dùng lực bóp mạnh khiến cậu kinh hãi hét lên. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Phúc lại nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nên thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau đó, Phúc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, nhưng cậu lại không dám ngủ. Bởi chỉ cần cậu vừa đặt lưng xuống giường là những cơn ác mộng lại bắt đầu ập đến. Cứ như vậy nhiều ngày sau đó, Phúc vẫn không thể nào có được một giấc ngủ ngon lành. Bà Năm thấy con ngày càng tiều tụy thì lo lắng hỏi. Con thấy trong người không khỏe chỗ nào. Lúc này tinh thần Phúc đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu nói với mẹ. Con không tài nào ngủ được. Cứ ngủ là con lại mơ thấy những thứ vô cùng đáng sợ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ. Nói rồi cậu bật khóc tu tu. Hằng thép dậy cũng ngồi xuống an ủi chồng. Không sao đâu, đó chỉ là mơ thôi, chồng cứ bình tĩnh. Có em với bố mẹ đây mà. Nhưng mà anh thật sự sợ lắm vợ ơi. Có một thứ gì đó đeo bám theo anh. Nó muốn giết chết anh đó vợ. Nhìn thấy tình hình này, bà Năm cũng lo lắng lắm. Đoạn bà gọi ông Năm chạy sang nhà thầy Lan,
hốt vài thang thuốc bổ cho con trai. Bà còn sắp xếp để Hằng không cần theo bà ra huyện nữa, mà ở nhà rắc thuốc, chăm sóc cho chồng mau khỏe. Nói đặn rồi, bà gọi ông Năm đi lên chợ huyện. Ở nhà, Hằng xuống bếp lúi húi rắc thuốc cho chồng. Trên nhà, Phúc lên tiếng gọi. Cũng nhờ thế, Phúc yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hằng đang tất bật nấu cháo, rắc thuốc cho chồng, thì chợt nghe tiếng hét của Phúc trên nhà. Cô cầm trên tay bát thuốc vừa cạn, vội chạy lên hỏi cậu. Anh làm sao thế? Lại ngủ mơ thấy ác mộng nữa à? Nhìn thấy Hằng, gương mặt Phúc toát lên vẻ sợ hãi. Cậu lắp bắp. Sợ quá vợ ơi, có ai đó đang muốn hãm hại anh. Không sao đâu, có em đây rồi. Anh uống bát thuốc này đi, rồi nghỉ ngơi là khỏe lại ngay ấy mà. Phúc đoạn lấy bát thuốc định đưa lên uống, nhưng bỗng chốc là nhìn thấy trong bát toàn là máu đỏ thẫm. Nào có phải là thuốc như Hằng nói. Cậu giật mình quăng bát thuốc xuống nền nhà, rồi hét lên đầy sợ hãi. Máu? Sao lại là toàn là máu thế này? Hằng cuống quýt nhìn bát thuốc chảy ran trên nhà, nói giọng trách móc. Hay cái anh này, có sợ đáng không muốn uống thì bảo em, chứ sao lại hất bát thuốc đi như thế này? Công trình em sắc cả buổi trời đó. Nói đoạn cô ngồi xuống, nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi thở dài bảo. Thế là phí cả bát thuốc. Thôi, đợi một lúc nữa em sắc lại cho anh bát khác. Nói xong cô nhìn chồng lắc đầu, rồi lại quay người đi xuống bếp. Cô tưởng rằng do Phúc sợ uống thuốc nên mới bày trò ra như vậy. Giống từ trước đến giờ, mỗi khi Phúc bệnh đều sợ phải uống thuốc nên thường bày trò để tránh né. Hằng quay người đi nhanh mà không hề nhận ra sự thay đổi lạ thường của chồng. Nãy giờ Phúc ngồi trên giường, ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu nhìn nước thuốc đổ trên nền nhà mà chỉ thấy toàn là máu. Những dòng máu đỏ tươi, nóng hổi cứ chảy đến đâu là vẻ mặt Phúc lại càng sợ hãi đến đó. Những hình ảnh đáng sợ mà vốn dĩ trước đây Phúc chỉ bắt gặp trong mơ thì hiện tại lại xảy ra ngay trước mắt. Ở trong góc phòng, những bóng đèn lố nhố lúc ẩn lúc hiện. Ở phía trên cao, bóng dáng một ông lão đầu đội mũ quan ngồi trên ngai ghế nhìn xuống chiếc giường cậu đang nằm với vẻ mặt đầy bất lực. Cậu lùi dần về phía góc giường, thu mình bó gối, ngồi im lặng nín thở. Bởi cậu sợ rằng chỉ cần cậu phát ra một tiếng động nhỏ, những bóng đèn lố nhố kia sẽ lập tức lao thẳng vào tấn công, tước đi mạng sống của cậu. Hằng sau khi lật đật sắc lại bát thuốc khác cho chồng, cẩn thận múc ra một cái bát khác, bỏ vào mấy thìa đường phòng khi Phúc sợ đắng. Vừa mở cửa bước vào buồng, cô đã giật mình khi thấy chồng đang ngồi thu lu ở góc giường. Gương mặt ánh lên vẻ sợ hãi, mắt trợn trừng, đang nhìn chằm chằm vào trong góc tường. Cô quay lại nhìn theo hướng mắt của chồng, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy vật dụng linh tinh. Cô khó hiểu, tiến đến khẽ chạm vào người chồng, rồi hỏi. Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế? Phúc chợt giật mình rồi thở mạnh ra, lắp bắp nói. Những bóng người đó, họ đang muốn lao vào để bóp cổ anh. Hằng quay người lại nhìn lần nữa, nhưng vẫn không có ai nên nhẹ giọng nói. Làm gì có ai? Hay là anh đói đến sảng người rồi? Nào, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống bát thuốc này đi. Khỏe rồi anh sẽ không còn ngủ mơ thấy ác mộng nữa. Anh không có mơ. Anh nhìn thấy họ đang đứng ở kia. Họ gào thét đòi anh trả lại nhà cho họ. Họ còn muốn bóp cổ anh nữa. Anh sợ lắm vợ ơi. Làm gì có ai hại anh đâu. Có em ở đây rồi, anh không cần phải sợ nữa. Nào, ăn chút cháo đi. Hằng đưa tay múc thìa cháo vừa thổi nhẹ, rồi đưa lên trước mặt chồng. Phúc cúi xuống nhìn rồi lại hét toáng lên, tung cửa chạy ra sân gào thét. Máu, máu, sao ở đâu cũng là máu thế này. Hằng dù rất thương chồng, nhưng cũng đã bắt đầu cảm thấy bực mình. Rõ ràng là bát cháo gà cô hầm từ sáng, vừa thơm mùi gà, vừa thơm mùi hành lá thế này, thì máu ở đâu ra? Tuy là vậy, nhưng tính cô vẫn rất hiền dịu, cố nhẹ giọng trấn an chồng hết mức. Cũng nhờ sự ân cần ấy,
Phúc dần dần bình tĩnh trở lại, rồi yên ổn ngủ được một giấc dài. Chiều tối, bà Năm thấy ruột gan như lửa đốt, bồn chồn không yên, nên cố ý dục ông Năm dọn hàng về sớm. Hai vợ chồng bà về đến nơi, thấy cửa nhà vắng tanh vắng ngắt. Trong nhà thì tối om, liền cất tiếng gọi. Hằng ơi, sao nhà cửa tối om thế con? Hằng đang nằm bên chồng, giúp anh yên giấc. Nghe tiếng mẹ gọi chợt bừng tỉnh, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Cô đáp. À, con đây mẹ. Sao tối rồi con chưa bật đèn lên? Dạ hồi chiều anh Phúc không chịu ngủ, con dỗ mãi mới đi nằm ngủ được một chút. Con mệt quá cho nên cũng ngủ quên. Nói xong cái bụng cô liền sôi lên ùng ục. Lúc này Hằng mới nhớ ra cả ngày nay tất bật lo cho Phúc, nên mình cũng chưa kịp ăn uống gì. Chợt trong buồng có tiếng loạt soạt, rồi tiếng Phúc vang lên ngay sau đó. Vợ ơi, em đâu rồi? Anh sợ. Nghe tiếng chồng gọi, cô quay ra nói với ông bà Năm. Bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ, con đi bật đèn lên ngay. Bà Năm liền gật đầu rồi cùng chồng bước vào trong nhà. Bà đi vào phòng để hỏi xem tình hình con trai ra sao. Nhưng vừa bước vào tới cửa thì Phúc đã vứt đồ đạc vào người bà mà hốt hoảng la lên. Biến đi, đừng đến đây. Bà Năm bực mình bảo. Là mẹ đây mà, sao con ăn nói kiểu đó với mẹ? Tinh thần Phúc lúc này đã vô cùng hoảng loạn. Trước mặt cậu không phải là bà Năm, mà chỉ là toàn những bóng đen với gương mặt đầy máu, trông vô cùng gớm ghiếc. Những đôi tay vươn ra như muốn bóp chặt cổ, khiến Phúc sợ hãi la lên thất thanh, rồi lại thu mình ngồi co ro trong góc giường, mắt nhìn láo liên như đang đề phòng ai đó tấn công mình. Hàng xóm nghe thấy tiếng la hét bên nhà bà Năm, bèn chạy sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy tình trạng Phúc như vậy, người ta bắt đầu xì xầm bàn tán. Có khi nào là do nó phá cây hương nên bị ma ám rồi không? Ê, phải, chắc chắn là thế rồi. Tôi nghe nói cây hương đó thờ một gia đình chết quan đó bà. Bà nghe ai nói vậy? Thì hồi ông nội tôi còn sống, ông có kể lại như vậy. Mà lúc đó còn nhỏ quá cho nên tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Ông Năm từ nãy giờ cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện này, nên khẽ giật mình. Nghĩ con trai mình có khi trúng tà thật, nên lần la lại hỏi chuyện. Bác à, bác biết chuyện gì về cây hương nhà tôi sao? Bà Hiền nhà ở gần đây, nghe ông Năm hỏi thì có chút chần chừ, rồi cũng gật đầu bảo. Ngày còn bé đó, tôi có nghe ông nội tôi kể qua, nhưng mà tôi cũng không có nhớ rõ lắm. Đúng lúc này bà Năm đang ở trong buồng, nghe tiếng bà Hiền nói vậy, cũng vội vàng chạy ra hỏi. Bác biết chuyện gì thì kể em nghe được không? Chứ thằng Phúc nó có mệnh hệ gì, em không sống nổi mất. Bà Hiền lúc này cũng thở dài, cố gắng lục lại câu chuyện mà bà đã từng được nghe ông nội kể, chuyện liên quan đến gốc tích của cây hương nọ. Đó là một ngày cuối đông lạnh giá, trong làng bỗng nhiên vang lên tiếng hò hét rượt đuổi giữa màn đêm dày đặc. Một toán cướp đang đuổi theo một gia đình bốn người, có mẹ già, hai vợ chồng trẻ và đứa con độ lên năm lên sáu. Thời đó loạn lạc, nạn cướp bóc mọc ra khắp nơi, chúng ra sức tàn sát, vào từng nhà dân lùng sục cướp đi tất cả đồ ăn, thức uống, tiền bạc. Không những thế, sau khi cướp hết đồ đạc, chúng còn đuổi cùng giết tận. Và gia đình bà lão kia là một trong số đó. Bà lấy hết sức đẩy hai vợ chồng cùng đứa cháu nhỏ chạy đi trước. Nhưng hai người con thương mẹ già nên nhất định không chịu đi mà không có mẹ. Dặn qua dặn lại thế nào, bà lão bị một tên cướp dùng mã tấu chém vào tay. Máu từ đó chảy thấm ướt cả áo. Cậu con trai thép dậy, mạnh tay kéo mẹ về hướng mình, dục vợ đỡ theo mẹ già và con nhỏ chạy đi. Còn cậu sẽ cố gắng ngăn cản lũ cướp để kéo dài thời gian, rồi chạy theo sau. Chị vợ một tay đỡ mẹ già đang bị thương nặng, một tay kéo theo đứa con trai bé nhỏ, vội vàng lên đường trốn thoát. Một nhà ba người cứ thế chạy mãi.
Vết thương trên tay bà lão càng ngày càng chảy ra nhiều máu, khiến bà gần như kiệt sức. Bà thều thào nói với con dâu. Chạy đi con, cứ để mặc mẹ, mẹ không còn sức nữa rồi. Chị vợ đau lòng nhìn mẹ chồng, lắc đầu bảo. Mẹ phải đi cùng chúng con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Chúng ta cố chạy thêm một đoạn nữa, là qua tới làng bên, biết đâu tìm được chỗ trú. Thế là ba người lại dắt díu nhau lên đường chạy trốn. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Chị vợ chợt thấy bên đường có một ngôi miếu bỏ hoang đổ nát, thì vui mừng dìu mẹ đi vào. Định bụng sẽ trú tạm qua đêm và xử lý vết thương cho mẹ. Vào bên trong, chị đỡ bà lão ngồi tựa lưng vào góc tường. Cậu con trai nãy giờ chạy theo bà và mẹ cũng đã kiệt sức, ngồi xuống bên cạnh bà thở hổn hển. Cậu bé đã vô cùng dũng cảm, suốt chặng đường chạy trốn, cậu ngoan ngoãn chạy theo mẹ và bà, tuyệt nhiên không cất một tiếng khóc nào. Giờ này khi đã yên vị trong căn miếu hoang, cậu chợt lên tiếng hỏi. Chừng nào bố mới tới đây hả mẹ? Chị vợ vừa xé áo băng bóp vết thương trên cánh tay cho mẹ chồng, vừa bảo. Chắc là bố con chạy theo ngay thôi, con đừng lo. Nằm xuống bên cạnh bà ngủ một chút đi, tỉnh dậy là được gặp bố rồi. Vết thương trên tay bà lão khá nặng, nên khi chị vợ siết chặt mảnh vải để cầm máu, cơ thể bà khẽ rung lên, cả người như mất đi sức lực mà bất tỉnh. Ở địa phận trong làng, anh chồng ra sức chống trả lại lũ cướp. Dù thân hình vạm vỡ cao to, nhưng anh chỉ có một mình, trong tay không có vũ khí ngoài một cây gậy bằng gỗ. Anh vừa giục tới tấp vào lũ cướp, vừa chạy giật lùi hòng thoát thất. Tên thủ lĩnh thấy cứ đuổi đánh thế này cũng chẳng để làm gì, nên cất tiếng gọi đàn em quay lại. Hoàng đã, mãi đánh nhau với thằng này, chúng ta còn chưa có lục soát lương thực. Bọn mày vào nhà dơ vét hết tất cả đem ra đây cho ta, rồi đuổi theo thằng kia cũng chưa có muộn. Thế là bọn cướp quay trở lại ngôi nhà càng quét một trận. Nhân chuyện này anh chồng dùng hết hơi sức còn lại, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng vì trong lúc đánh trả lại bọn cướp, anh đã bị chúng dùng mã tấu chém vào người liên tiếp nhiều nhát. Máu chảy ướt áo, dần dần nhỏ giọt rơi xuống đất. Những bước chân chậm chậm, nhưng anh vẫn cố gắng lê từng bước một. Cuối cùng cũng chạy đến được ngôi miếu hoang đầu làng. Ngoài người vào được đến cửa miếu, thì anh kiệt sức nằm vật xuống nền. Chị vợ thấy vậy lao ra đỡ lấy chồng vào trong, để chồng dựa vào tường. Cậu bé cũng nhoài người tới ngồi gần bên bố, khẽ chạm vào vết thương trên người anh, hỏi. Bố có đau không bố? Anh chồng cố gắng gượng cười. Không sao đâu, bố nghĩ một lúc là sẽ khỏe. Thằng bé yên lặng gật đầu, rồi ngoan ngoãn ở bên cạnh không náo động thêm. Ở phía ngôi nhà của bà lão, toán cướp đang ra sức càn quét lùng sục khắp căn nhà. Một tên lên tiếng. Mẹ kiếp nữa, nhà này không có nổi một bao gạo nữa, rau dưa thì thối rữa, đúng là công toi rồi. Sau khi đem dơ vét sạch tất cả những thứ có thể lấy được, tên thủ lĩnh càng nghĩ càng nóng máu. Nó hét lớn. Đi, bọn mày đuổi theo bọn chúng giết sạch cho tao. Không tha cho kẻ nào, dù già hay trẻ. Toán cướp được lệnh, lập tức đốt đốt đuổi theo gia đình bà lão. Chúng lần theo vết máu mà anh chồng đã vô tình để lại trong lúc chạy trốn. Chạy tới đoạn miếu hoang, một tên hô to. Đại ca, ở đây có một ngôi miếu, vết báo dựng ở ngay đây. Chắc là bọn chúng đang trốn trong ngôi miếu này. Lục soát, giết hết cho tao. Cả bọn hùng hổ lao vào trong ngôi miếu. Chị vợ thấy vậy giật mình quỳ xuống đất cầu xin. Xin các anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi cùng mẹ và con nhỏ. Rồi chị bật khóc nức nở, ôm đứa con nhỏ đang sợ hãi vào lòng che chở. Tên thủ lĩnh thấy vậy bật cười. Tha? Tha cho mày sao? Chúng mày làm tao phí công sức mà không thu được gì. Muốn tha sao? Chị vợ liền gật đầu lia lịa.
Tên thủ lĩnh lại bật cười. Cả đám đàn em cũng cười lên, những tiếng cười nghe thật ghê rợn. Hắn tiến đến gần chị, đưa tay nâng cầm chị lên nhìn rồi bảo. Muốn ta tha cho không? Chỉ cần tha cho chúng tôi, ngài muốn làm gì tôi cũng được. Ta muốn gì cũng được phải không? Được, ta sẽ cho nhà ngươi toại nguyện. Hãy thỏa mãn ta. Nếu thấy hài lòng, ta sẽ suy nghĩ. Nói xong hắn liền kéo chị ra để thực hiện hành vi đồi bại ở ngay trước mặt người già trẻ nhỏ, không chút kiêng kỵ. Cậu bé thấy mẹ mình bị ức hiếp, liền muốn lao tới đánh người đàn ông độc ác kia. Nhưng bà lão đã kịp thời ngăn lại. Lòng bà đau xót, cố lấy tấm thân mệt nhọc ôm lấy tên thủ lĩnh cầu xin. Nhưng hắn nào có mảy may để ý, liền đạp một phát vào người bà lão, khiến bà rên lên đau đớn. Người chồng chứng kiến cảnh vợ bị làm nhục ngay trước mặt thì không thể chịu đựng nổi, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng tiến đến bên người đàn ông kia. Nhưng những vết thương trên người anh đã chảy máu quá nhiều, khiến anh vô cùng yếu ớt. Chỉ vừa lê người tới gần đã bị bọn đàn em kéo ra xa. Dòng nước mắt mang theo sự bất lực và cả tức giận rơi xuống trên gương mặt đau khổ của anh. Nhìn thấy mẹ già bị hành hạ, vợ con mình bị bắt nạt làm nhục, nhưng anh lại không còn sức để cứu ai. Anh hét lên một tiếng đầy căm phẫn, rồi nói ra một câu cuối cùng trước khi tắt thở. Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi, lũ độc ác hút máu người. Chị vợ trong lúc đang bị tên thủ lĩnh làm nhục thấy vậy liền dùng lên chống trả. Nhưng sức phụ nữ yếu mềm làm sao đánh lại được một tên đàn ông cao to vạm vỡ. Hắn liên tục tát vào mặt chị đến bật máu vì chưa được thỏa mãn cơn thú tính trong người. Sau khi ra sức làm nhục chị, hắn tiếp tục cho bọn đàn em vào cấu xé tấm thân tội nghiệp của người vợ. Nỗi căm phẫn hiện lên trên khuôn mặt đáng thương của chị. Chị cứ nằm đó, mặc cho bọn chúng chà đạp lên thân thể. Nỗi đau mất chồng khiến chị chẳng còn tha thiết sống. Chị cũng muốn đi theo chồng để kết thúc chuỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn này. Nhưng chị không thể. Chị còn mẹ già, còn đứa con thơ đang trong cơn hoảng loạn. Chị như bừng tỉnh sau cơn đau đớn tột cùng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Rồi chị tiếp tục cầu xin. Tôi đã làm đúng như ngài muốn. Xin ngài tha cho mẹ chồng và con tôi. Chúng tôi sẽ đội ơn ngài suốt đời. Tha? Ta đâu có nói sẽ tha cho bọn người. Lũ nghèo các ngươi sống chỉ thêm chật đất, chết đi biết đâu lại tốt hơn. Nói rồi hắn hất cầm sai bọn đàn em dùng mã tấu chém liên tiếp vào người hai bà cháu, khiến họ tắt thở ngay sau đó. Chị vợ thấy thế thì căm phẫn gào lên. Tao liều chết với bọn mày. Chị lập tức lao đến tên cướp, nhưng khi tay chị còn chưa kịp chạm vào người hắn thì đã bị hắn đâm một nhát sâu tận tim. Máu chảy lòng ròng phun vào cả mặt tên cướp. Chị dùng chút hơi sức cuối cùng để hét lên trong tuyệt vọng. Rồi các người sẽ phải trả giá. Ta sẽ không tha cho các người. Chị gục xuống, bò đến bên chồng và con, nở một nụ cười hiền. Em tới với mình vợ con đây. Dứt lời, chị cũng tắt thở ngay tại chỗ. Toán cướp sau khi giết chết cả nhà bà lão, chúng còn ra sức phá hủy đi cả ngôi miếu thành hoàng. Một đống đổ nát, hòa với máu thịt, trông thật thương tâm và đáng sợ. Nghe nói sau đó vài ngày, cả toán cướp bỗng trở nên điên dại và quay ra chém giết lẫn nhau, không một tên nào sống sót. Người ta đồn rằng là do gia đình bà lão báo thù nên đã khiến chúng chết một cách bi thảm, hệt như cái cách mà chúng đã làm với gia đình họ vậy. Sau khi phát hiện ra người nhà bà lão đã bị thảm sát trong ngôi miếu thành hoàng đổ nát, người dân làng Vòng đã đem họ chôn cất ngay bên cạnh nền ngôi miếu và dựng lên một cây hương để thờ cúng, cũng là muốn cho những quan hồn dứt dưỡng ở đó được thần thành hoàng làng bảo vệ khỏi trở thành ác quỷ.
bởi vì ngôi miếu đã sụp đổ hoàn toàn, mà người dân trong làng lúc đó cũng đói khổ vô cùng, nên họ bàn tính đợi qua cơn hoạn nạn sẽ cùng nhau xây dựng lại ngôi miếu. Thế nhưng nạn đói kéo dài suốt bao năm tháng, những thế hệ biết về gốc tích ngôi miếu cũng dần ra đi hết. Hầu như không còn mấy ai nhớ rằng ở nơi đó từng có một ngôi miếu thờ thành hoàng làng nữa. Mãi đến sau này chính quyền chia lại đất đai, phần đất có cây hương ấy thuộc vào mảnh đất của gia đình cụ Mẫn. Bố mẹ cụ là một trong số rất ít người biết đến gốc tích của cây hương và ngôi miếu, nên nhận trách nhiệm trông coi, hương khói cho cây hương đầy đủ. Sau này cụ Mẫn kế thừa chuyện hương khói trong nhà. Ngặt nỗi lúc cụ gần đất xa trời, đã không kịp kể lại cho bà Năm nghe, nên bây giờ mới xảy ra cớ sự thế này. Nghe xong câu chuyện, bà Năm lộ vẻ lo âu, nói: "Thế bây giờ phải làm thế nào hả chị? Thằng Phúc nó có mệnh hệ gì? Chắc em không sống nổi quá." "Tôi nghĩ giờ phải đi tìm thầy Xuyến làng bên, làm lễ trừ ma cho nó đi. Chứ tôi sợ để lâu ngày đó, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy." Ông Năm đứng bên cạnh nghe vậy, thì tỏ ra vui mừng, tiếp lời: "Vợ chồng em nghe bác, giờ bác có thể dẫn em lên nhà thầy Xuyến được không?" "Được chứ, vậy chú chuẩn bị đi, rồi tôi đưa chú đi. Tôi chạy ô về nhà, khóa cái cửa lại đã." Sau nửa canh giờ đi bộ, thì bà Hiền và ông Năm cũng đã tới được nhà thầy Xuyến. Bà đứng ngoài ngõ, gọi vọng vào: "Thầy Xuyến ơi, thầy Xuyến, thầy có nhà không?" Rất nhanh trong nhà vọng ra tiếng trả lời của một người phụ nữ: "Đây đây, tôi ra đây. Ai gọi ông già tôi thế?" Thì ra đó là bà Xuyến, vợ của thầy. Thấy thế bà Hiền liền niềm nở: "Bà Xuyến đấy à, tôi Hiền ở làng Vòng qua đây tìm thầy có chút chuyện. Thế thầy có nhà không ạ?" "Vâng, chào chị. Vào nhà đi đã rồi nói chuyện. Mà đây là..." "Đây là chú Năm, hàng xóm nhà tôi. Nay nhà chú ấy có chút việc, muốn được nhờ thầy Xuyến giúp đỡ." Bà Xuyến gật đầu đưa tay, mời hai người vào nhà uống trà, rồi nói: "Hai người hôm nay sợ là mất công một chuyến rồi. Ông nhà tôi đi làm pháp sự ở làng trên cho đám tang nhà ông Tôn. Chắc phải ngày mai mới về đó." Bà Hiền nghe vậy quay qua nhìn ông Năm, vẻ mặt thất vọng. Bà liền kể lại đầu đuôi sự việc cho bà Xuyến nghe, rồi giờ bà chuyển lời với chồng, mong được giúp đỡ vì sự việc cấp bách lắm rồi. Nói đoạn rồi hai người chào bà Xuyến ra về cho kịp trời tối. Ở nhà bà Năm lúc này, tinh thần Phúc ngày càng bất ổn. Có lúc thì sợ hãi la hét, có lúc lại ngồi thất thần không thôi. Người ngồi trên ngai ghế, đầu đội mũ quan mà cậu hay nhìn thấy, đích thị là vị thành hoàng làng ngự trên nền đất miếu quan ngày ấy. Còn những chiếc bóng đen lố nhố, người đầy vết thương, quần áo rách tơi tả, thấm đẫm máu đỏ, chắc hẳn là một nhà bốn người của gia đình bà lão. Những người mang trong mình nỗi oán hận, căm hận lũ cướp đã cướp mất ngôi nhà của họ, đẩy họ vào con đường cùng với những cái chết thê thảm. Quán niệm không được quá giải nên cứ ngày một dậy lên. Dù thần Thành Hoàng có ý khuyên ngăn, nhưng cũng không thể giảm bớt quán niệm trong lòng họ. Đêm nay Hằng nhận nhiệm vụ trong coi Phúc, vì ông bà Năm cả ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi. Nằm ở buồng đối diện, bà Năm lo lắng nói: "Ông ơi, liệu thằng Phúc có bị làm sao không ông? Cứ như thế này tôi lo quá." "Bà yên tâm đi, ngày mai thầy Xuyến đến lễ cho, chắc là sẽ không sao đâu. Thầy ấy giống là thầy Pháp nổi tiếng ở làng bên mà. Ma quỷ nào gặp thầy cũng phải ngoan ngoãn rời đi cả. Rồi sẽ ổn thôi." "Đúng là con dại cái mang. Giá mà tôi khuyên ngăn nó thì đâu đến nỗi.
cũng bởi nghĩ nhà chỉ có mình nó, thương yêu chịu chuộng nó hết mực. Cứ nghĩ như thế là tốt cho con. Nào có ngờ đâu, tất cả là lỗi ở tôi. Tôi đã nuông chiều con nó quá, nên mới xảy ra cớ sự này. Mà đừng có nghĩ như vậy. Có trách là cũng trách tôi đây. Thấy mà làm ngơ không cản con. Thôi thì giờ chuyện cũng đã lỡ, mình đành trông cậy vào thầy Pháp nhờ giúp cho con mình tai qua nạn khỏi. Bà cũng ngủ đi một chút, ngày nay đã mệt mỏi rồi. Sáng mai còn dậy sớm đón thầy, xem có cần chuẩn bị lấy quả gì nữa không. Hai ông bà cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Ở buồng bên này, Phúc vì hoảng sợ nên nằm ôm chặt tay vợ, bắt cô phải bật ngọn đèn ngủ mới chịu nằm yên. Ánh đèn lờ mờ trong đêm khiến cho cậu an tâm phần nào, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh, Hằng nghe thấy nhịp thở đều đều của Phúc. Đoán chừng cậu đang ngủ say, nên cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Những tưởng đây sẽ là một đêm yên bình tới sáng của nhà bà Năm. Nhưng không phải, Phúc lại bắt đầu thấy những bóng người ẩn hiện trong màn đêm. Lúc thì kêu cứu thất thanh, lúc lại chìa cánh tay đầy máu đỏ về phía người của Phúc. Tiếng khóc, tiếng than của người già và trẻ nhỏ hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ âm thanh nghe thật hãi hùng. Phúc bị rất nhiều bàn tay giữ chặt, không thể cử động, khiến cậu sợ hãi cất tiếng gọi vợ. Thế nhưng cho dù Phúc có gọi thế nào, thì Hằng ở bên vẫn vang lên tiếng thở đều đều. Dường như cô không hề hay biết chồng mình đang bị những bóng đen ghì chặt xuống giường. Phúc ra sức dùng dãy kêu cứu trong tuyệt vọng. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Những cánh tay ấy chất chồng lên nhau, bóp lấy cổ của Phúc, làm cho hơi thở cậu ngày một yếu dần. Cho đến khi mắt cậu trợn trừng, thì cũng là lúc hơi thở hoàn toàn hư thoát. Gà gáy canh năm như mọi ngày, Hằng thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Chợt thấy lạ vì không nghe thấy tiếng thở đều đều như mọi khi của chồng. Bước xuống giường, cô bật đèn rồi quay lại dán màn nhìn vào trong giường xem chồng thế nào. Nhưng chỉ sau vài giây, Hằng đã kinh hãi hét lên, khiến vợ chồng bà Năm cũng choàng tỉnh, vội vàng chạy sang hỏi. Làm sao thế con? Sao mới sáng ngày ra đã hét toáng lên thế? Không để cho thằng Phúc nó ngủ à? Hằng hoảng sợ đưa tay lên chỉ vào giường chỗ Phúc đang nằm, lắp bắp nói. Chồng con anh ấy. Thằng Phúc làm sao? Chồng con, anh ấy chết rồi mẹ ơi. Nói đoạn cô bật khóc nức nở. Bà Năm vội vã dán màn lên nhìn vào trong giường, thấy Phúc đang nằm im, hai mắt trợn ngược thì thất kinh ngã ngồi. Sau đó ôm lấy chân chồng mà gào khóc thảm thiết. Ông Năm cũng lặng lẽ rơi nước mắt, dù trong lòng ông cũng rất thương con. Nhưng là trụ cột gia đình, nên lúc này ông phải giả vờ mạnh mẽ để còn lo ma chay cho Phúc. Ông đỡ bà Năm dậy khi bà đang bò lăn ra giường để lay gọi con trai. Nào có người bố người mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con mình đã ra đi tức tuổi như vậy. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện muôn đời không ai muốn, bởi nó là sự đau đớn tột cùng đến tận tâm can người ở lại. Bà Năm cũng vậy, bà lăn lê gào khóc, mặc cho ông Năm hết lời khuyên nhủ. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng khóc chạy qua thăm hỏi, thấy sự tình trước mắt cũng không khỏi bàng hoàng. Có người tiếc thương, cũng không ít kẻ bàn tán dị nghị. Này là đông vào cây hương, nên bị nghiệp quật rồi đó. Đúng đấy, chắc là do phá cây hương nên cậu ta mới bị giật chết đó. Bà Hiền lúc này cũng có mặt, nghe thấy liền khó chịu, bảo. Hay mấy cái bà này, nhà người ta đang có chuyện đau buồn, không lo giúp một tài đó, lại còn đứng đó xì xầm bàn tán. Ông bà Năm mà nghe được lại nặng lòng thêm thì khổ. Nghiệp báo gì thì tôi không biết, chỉ biết tình làng nghĩa xóm lúc này phải động viên giúp đỡ lẫn nhau. Nào, mỗi người một tay,
Người dân rạp người đi tìm thầy Pháp cho nhà chú ấy đi. Vợ thằng Phúc nó mất, cô chú ấy còn lòng dạ nào mà lo toan mọi việc được nữa. Mấy người hàng xóm nghe vậy thì cúi đầu, tỏ ra hối lỗi, rồi tản ra mỗi người một tay. Người dọn nhà, kẻ dựng rạp, chẳng mấy chốc không khí tang thương đã phủ kín căn nhà. Phần bà Hiền thì định chạy đi tìm thầy Xuyến, nhưng vừa ra đến ngõ đã gặp thầy đi tới. Thầy đứng ở đầu ngõ đưa tay lên bấm một quẻ, rồi lắc đầu lẩm bẩm nói. Không kịp nữa rồi. Bà Hiền thấy vậy liền chạy đến bên thầy, nói. Dạ, con đang định chạy đi tìm thầy, thì thầy đã đến rồi. Hôm qua con có đến nhà tìm, nhưng mà thầy đi vắng. Chuyện đã xảy ra đến nước này rồi, mong thầy ở lại làm pháp sự cho thằng cu Phúc. Tội nghiệp, mới tối qua còn mong được tìm thầy để làm lễ trừ ma cho nó. Sáng nay thức dậy, đã thấy nó chết cứng cả người rồi. Nói rồi bà sụt sùi khóc thương. Thương cho Phúc còn trẻ, đã giáng số. Cũng thương cho ông bà Năm, mất đi cậu con trai duy nhất của mình. Một gia đình đang yên ấm, bỗng chốc tai ương ở đâu ập xuống đầu, khiến ai cũng đau xót. Thầy Xuyến nghe vậy cũng thở dài, khẽ lắc đầu nói. Rồi đầy quán khí dày đặc, sợ là còn có chuyện lớn xảy ra rồi. Nói đoạn thầy rảo bước vào trong nhà. Bà Hiền cũng lật đật chạy ngay theo sau. Thầy Xuyến nhìn quanh nhà một lượt, rồi đi đến chỗ hòn non bộ. Mọi người sáng giờ tất bật lo chuyện tang sự, nên không một ai để ý. Đàn cá trong hòn non bộ cũng đã chết không còn một con. Bây giờ phát hiện điều kỳ dị, khiến ai cũng hoang mang lo sợ. Thầy Xuyến thấy vậy lên tiếng trấn an. Mọi người không cần lo lắng, có tôi ở đây thì không sao đâu. Chủ nhà đâu? Ra tôi dặn chuyện này. Ông Năm ở trong nhà lật đật chạy ra, đáp. Vâng thầy, con đây ạ. Thầy có gì cứ căn dặn, con sẽ làm ngay. Khi nào đưa áo quan về, để áo quan nằm ngay giữa nhà, rồi cố định một chỗ. Lúc nhập quan thì cũng không được đóng nắp. Cứ người canh coi cho kỹ, không được để bất kỳ con mèo đen nào nhảy qua. Đợi tôi quay lại sẽ làm pháp sự cho cậu ấy. Cái chết của cậu ấy không đơn giản, nên giờ tôi phải quay trở về nhà để làm một ít đạo bùa, chuẩn bị trước khi làm lễ. Anh cứ làm đúng như lời tôi nói, mọi việc khác là đợi tôi quay lại. Mà nhất định không được để ai xê dịch áo quan, nếu không, mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy. Sau đó thầy chỉ tay vào hòn non bộ ở trước sân, rồi nói tiếp. Cái nhà này anh phải bỏ đi luôn đi, không được để ở đây nữa. Không là sẽ có thêm người phải chết đó. Đến lúc đó sợ rằng tôi cũng không đủ sức để kiểm soát tình hình này. Con nhà anh đã động chạm đến người âm. Hơn nữa lại còn là những linh hồn mang đầy quán khí. Họ sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Thế bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Trước tiên cứ dọn sạch sẽ chỗ hòn non bộ này đi. Số cá đã chết này đem đốt bỏ đi cho tôi. Tuyệt đối không được để chó mèo ăn phải. Không thì hậu quả khó lường. Những con cá này đó không còn là cá, mà nó cũng đang trở thành những quán linh rồi. Nói đoạn thầy Xuyến đi nhanh ra cổng. Khoảng 3 canh giờ sau thì thầy quay trở lại. Thầy lấy trong tay nải ra một sấp đậu bùa, phát cho mỗi người một lá, rồi dặn dò. Mỗi người giữ lấy một lá bùa bình an đi. Đêm nay dù có nghe thấy bất cứ tiếng gì thì cũng ở yên trong nhà. Tuyệt đối không được mở cửa bước ra ngoài, dù chỉ là nửa bước. Cho dù có nghe tiếng người quen gọi cũng không được mở cửa ra. Nhớ lời tôi dặn đó, mọi người sẽ được an toàn. Sau đó thầy lấy ra pháp bảo và những loại bùa chú khác để làm lễ nhập quan cho Phúc. Trên người Phúc được trải kín những lá bùa với những hình vẽ khác nhau. Mắt cậu lúc này vẫn đang mở trừng trừng, ai vuốt như thế nào cũng không xuống. Ấy thế mà thầy Xuyến chỉ khẽ đọc một câu chú gì đó, rồi vuốt nhẹ, thì mí mắt đã hoàn toàn khép lại. Xong xuôi thầy lẩm bẩm đọc chú thêm một lúc nữa, rồi bảo đám thanh niên trong làng đưa nắp quan tài lên đậy lại. Thầy còn cẩn thận chỉ từng vị trí cần đóng đinh cho đám thanh niên thực hiện.
Lúc này bà Năm thấy đám thanh niên đang gõ đùng đùng vào áo quan, thì không kìm nén được cảm xúc, ôm ghì lấy áo quan của con trai mà gào khóc. Ông Năm cũng không kìm được nước mắt vì thương đứa con tội nghiệp của mình. Hằng vì khóc thương chồng từ sáng đến giờ, đã ngất xỉu đi vì mệt. Mọi người đưa cô vào trong buồng nằm nghỉ. Xóm làng ai ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của nhà bà Năm. Vốn đã neo người, nay lại càng thêm vắng lặng, khi người con duy nhất của ông bà cũng đã không còn. Những ngày giáp Tết đang gần kề, nhà nhà đang chuẩn bị đón chào năm mới, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thì nhà bà Năm lại vang lên tiếng kèn trống thê lương, như xé nát lòng người. Thầy Xuyến đưa tay lên tính toán một hồi, rồi gọi ông Năm đến gần, bảo: "Sáng sớm ngày mai, gà gáy canh năm là đưa cậu Phúc ra đồng. Để lâu trong nhà không ổn đâu. Hơn nữa đây là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Nếu không làm kịp trước thềm năm cũ, sẽ phải chờ qua năm mới. Lúc ấy thì rất lâu mới lại có ngày giờ đẹp. Con trai anh chị đã phạm phải lỗi lớn, khiến cho người âm bắt mất hồn phách, cướp đi mạng sống. Âu cũng là số phận của cậu ấy phải gánh nghiệp do mình gây ra. Nhưng mà người ở lại không có tội tình gì. Nhưng những quan hồn bóng quế kia đã không còn phân biệt người thiện người ác. Chúng đã trở nên điên cuồng và sẽ còn làm hại tới người khác nữa. Nhất là hai anh chị và con bé Hằng. Đêm nay phải thật cẩn thận đó. Hôm nay tôi cũng sẽ ở lại để đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra. Nhà anh hãy cho người đi sắp xếp. Sáng mai di quan được thuận lợi." Ông Năm dạ vâng, rồi tất tả lo công việc. Nhà bây giờ chỉ còn lại ông là trụ cột gia đình. Nếu ông cũng gục ngã nữa, thì bà Năm và Hằng biết phải làm sao. Đêm khuya, trong lúc mọi thứ đã chìm trong yên lặng, bỗng nhiên ở trong buồng vang lên tiếng khóc nức nở của Hằng. Cô ra sức gọi tên chồng, rồi cứ như vậy vô thức đi thẳng ra hòn non bộ trước cửa. Cô dường như không còn tỉnh táo. Cô bước đi một mạch, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Thầy Xuyến nằm nghỉ tạm trên chiếc ghế ở trong góc nhà, nghe tiếng khóc của Hằng thì chợt bừng tỉnh, nói: "Hỏng rồi, con bé bị hồn ma kia kéo đi rồi." Thầy mặc vội chiếc áo dài, rồi lẳng lặng đi theo ra sân, tránh đánh động đến người trong nhà. Khi đến gần Hằng, thầy nhanh tay dán lên người cô một đạo bùa, rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Hằng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, quay ra ngơ ngác, không hiểu mình ra đây từ lúc nào. Thầy Xuyến bây giờ lên tiếng hỏi: "Con đã trông thấy gì sao?" Hằng cau mày cố nhớ lại những thứ mình đã thấy lúc hồi nãy. Cô vội nói: "Dạ thưa thầy, con thấy chồng con đứng ngay trước giường đưa mắt nhìn con. Sau lưng anh ấy còn có 3-4 bóng người khác mà con không rõ mặt. Con muốn tiến lại gần nắm tay anh ấy thì anh ấy lại bị những bóng đen kia kéo ra. Vẻ mặt anh rất buồn rầu, trông có vẻ đau khổ lắm thầy ạ. Dường như anh ấy cũng muốn nói với con điều gì đó, nhưng có định nói thì lại bị bóng đen sau lưng bóp cổ. Thầy ơi, thầy giúp con với, thầy giúp chồng con với ạ." "Đừng lo, ta đã có cách." Lúc đọc chú giúp Hằng tỉnh lại, thầy Xuyến cũng dùng tâm thức của mình để hỏi chuyện những hồn ma kia. Sau một hồi, bốn linh hồn nhà bà cụ cuối cùng cũng đã chịu nói ra lý do. Gia đình họ vì chết tức tưởi, linh hồn không thể siêu thoát. Sau khi trả thù đám cướp thì được thành hoàng làng giúp xua tan quán khí rồi ngự trong cây hương. Nhưng Phúc lại phá bỏ nó, khiến quán khí của họ lại bộc phát, rồi cố ý hành hạ Phúc để cậu phải sống trong nỗi sợ, như chính nỗi sợ của họ đã gặp phải, và cuối cùng là cướp đi mạng sống của cậu để thỏa mãn oán niệm sâu nặng của mình. Sáng sớm hôm sau, trong nhà bà Năm vang lên những tiếng khóc nức nở. Hàng xóm nhìn thấy cảnh mẹ già tiễn đưa con trẻ, vợ tiễn chồng cũng không khỏi xót xa. Lúc này chẳng còn ai bàn tán nguyên nhân do đâu mà Phúc chết nữa.
mọi người đều thể hiện sự tiếc thương trên khuôn mặt của mình. Trong lúc hạ quyệt, người ta thấy thầy Xuyến chôn xuống bốn góc áo quan mấy lá bùa màu vàng. Thầy còn lẩm nhẩm đọc những câu chú gì đó. Sau khi làm xong pháp sự, thầy dặn dò ông Năm. Khi nào mà xây cất ngôi mộ cho cậu ấy đó, nhớ không được động chạm tới những lá bùa tôi đã chôn ở dưới. Làm như vậy gia đình anh sẽ yên ổn, không bị ma quỷ hoành hành. Ông Năm dạ vâng rồi mời thầy về làm lễ cúng cơm. Đoạn ông quay lại đỡ bà Năm đang bò lăn dưới đất khóc thương vì con. Bà hãy để cho nó ra đi được thanh thản đi. Bà khóc thương thế này, nó luyến tiếc trần thế, lại không siêu thoát được đấy. Bà Năm lấy tay chồng đứng lên ra về. Vừa đi bà vừa ngoảnh lại nhìn ngôi mộ vừa mới đắp xong của con trai mà không nỡ rời bước. Ông Năm vừa đỡ vừa kéo bà đi cho kịp giờ về làm lễ cúng cơm. Vừa bước vào trong sân, bà nhìn thấy bóng Phúc loáng thoáng ở nơi từng đặt hòn non bộ. Bà vô thức gọi. Phúc, còn đây phải không Phúc? Thầy Xuyến nghe vậy thoáng nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ vì người vừa mới mất nên hồn phách còn lưu lại ở trong nhà? Hay là còn lý do nào khác? Rõ ràng trong lúc làm pháp sự, thầy đã gọi linh hồn Phúc đi theo ra mộ. Vì cớ làm sao hiện giờ vẫn còn ở đây? Thầy tức tốc gọi ông Năm chuẩn bị mâm cơm để làm lễ cúng. Trong lúc làm lễ, thầy thi triển đạo pháp để làm rõ lý do vì sao hồn của Phúc vẫn còn dứt dưỡng ở trong nhà. Thì ra là những hồn ma của gia đình bà lão đã dùng quán khí của mình giữ Phúc ở lại, hồng sai khiến cậu về bắt những người thân trong gia đình. Thầy Xuyến vô cùng tức giận bởi những quan hồn này cứ giữ mãi oán niệm không buông. Liền lấy ra gương bắt quái, bắt đầu thi triển đạo pháp thu phục những hồn ma ngủ tại nơi này. Trong tâm thức, thầy ra sức khuyên nhủ những hồn ma nên đi siêu độ, không nên ở lại nơi này làm hại người còn sống, cũng không nên giam giữ linh hồn của cậu Phúc thêm nữa. Như thế chỉ làm cho oán nghiệp của họ thêm dày, khó lòng siêu thoát. Nặng hơn có thể họ sẽ biến thành quỷ dữ, vạn kiếp không thể siêu sinh. Sau khi làm lễ xong xuôi cho Phúc, thầy Xuyến gọi ông bà Năm ra để hỏi chuyện. Thầy chỉ tay về nơi từng đặt hòn non bộ rồi nói. Có phải ở nơi đó từng có một cây hương không? Dạ đúng rồi thưa thầy. Nhưng cây hương đó đã bị con trai con phá đi để xây hòn non bộ. Ở dưới cây hương đó có bốn mạng người đã gần trăm năm nay. Xương cốt hầu như đã không còn lại gì. Họ chết oan chết uổng nên sinh ra quán khí thù hận. Cây hương là nơi họ trú ngụ. Cậu Phúc lại phá đi nên bị họ hại đến mất mạng. Tôi đã làm lễ cầu siêu cho họ. Tuy nhiên oán hận sâu đậm nên không thể một sớm một chiều mà hết. Nhà anh chị hãy dựng lại cây hương ở nơi đó để họ có chỗ trú ngụ, tiếp tục tích phước đức, sớm ngày siêu độ đầu thai kiếp khác. Hẳn là bao năm nay nhà anh chị chăm lo cho cây hương nên cũng đã được hưởng phước rất nhiều. Chỉ là cậu Phúc trong lúc nông nổi đã phạm phải điều cấm kỵ nên mới xảy ra cớ sự này. Tuy nhiên cậu ấy cũng đã tận số ở dương gian rồi. Nếu không phải nguyên nhân này thì cũng không thể sống tiếp, nên gia đình đừng có tự trách mình. Ông Năm nghe vậy liền hỏi. Chúng còn dựng lại cây hương rồi có cần làm thêm điều gì nữa không thầy? Thầy Xuyến lắc đầu. Những gì cần làm ta đã làm cả rồi. Nhà anh chị chỉ cần dựng lại một cây hương khác tại nơi đó. Sớm chịu hương khói thì nhà cửa sẽ được bình yên. Gia đình làm ăn khấm khá. Không chừng lại có tin vui bất ngờ cũng nên. Nói dứt câu, Xuyến bật cười. Ông nằm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhà ông vừa mất đi đứa con trai duy nhất thì còn có thể có tin vui gì được chứ. Nhìn vẻ mặt của ông Năm, thầy Xuyến cũng đoán được ông đang nghi ngờ, liền tiếp lời. Ông cứ tin lời ta nói,
Vài ngày sau nếu gia đình không có chuyện vui, cứ quay lại tìm ta bắt đền, bắt vạ gì cũng được. Nói đoạn, thầy Xuyến chào gia đình ra về. Vừa đi thầy vừa lẩm nhẩm nói. Đúng là phúc đức còn vậy, cũng không đến nỗi tuyệt tự, tuyệt tôn. Đêm hôm ấy, cả Hằng và bà Năm đều mơ thấy Phúc. Trong mơ, Phúc không còn dáng vẻ khổ sở nữa. Cậu mỉm cười nhìn mẹ và vợ, rồi vẫy chào. Con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có khóc thương nhiều. Số con đã tận, nên phải rời đi thôi. Cảm ơn mẹ, những năm qua, đã yêu thương con, cho con một gia đình hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Đời này anh mắc nợ em. Kiếp sau có duyên, anh nhất định sẽ yêu thương vợ cả đời. Em cũng hãy yên tâm nha. Dù anh rời đi, nhưng con của chúng ta sẽ bảo vệ em và bố mẹ. Thế rồi bóng của Phúc mờ dần, sau đó biến thành làn khói trắng, tan vào trong không trung. Những ngày sau đó, bà Năm thường cùng Hằng lên chùa làm công quả, mong tích chút đức, giúp Phúc sớm được siêu sinh. Gia đình bà Năm cũng thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn trong làng. Người ta thường khen gia đình bà đức độ, sống nhân hậu như vậy, nhất định sẽ gặp được chuyện tốt. Sau khi chồng mất, Hằng vẫn ở lại sống cùng bố mẹ chồng. Bà Năm thương Hằng còn trẻ, đã phải ở quá, nên nhiều lần khuyên nhủ cô về nhà mẹ đẻ ở. Sau này gặp được người tốt, hãy lấy làm chồng, xây dựng một cuộc sống mới. Bà không muốn cô phải héo mòn tuổi trẻ để sống cùng ông bà thế này. Nhưng Hằng quyết định không chịu. Cô nói rằng mình đã được gả cho Phúc, phải có nghiệp vụ thay anh chăm sóc bố mẹ. Bà Năm thương con dâu, nhưng không khuyên nhủ được nên cũng đành chịu nghe theo ý cô. Cuộc sống quay trở lại những ngày bình thường. Trong nhà cũng không còn ai mơ thấy Phúc thêm lần nào nữa. Ông bà Năm và Hằng hằng ngày vẫn lên chợ huyện buôn bán. Khách cứ ngày một đông hơn. Tuy hiện giờ đã có nhiều cửa hàng mọc lên giống như nhà bà, nhưng không hiểu sao, cửa hàng của bà khách vẫn ra vào nườm nượp. Có những ngày một nhà ba người mệt đến đờ đẫn, tối muộn mới trở về nhà. Buôn bán bận rộn cũng khiến lòng người nguôi ngoai. Dần dần không khí vui vẻ, tiếng cười tiếng nói lại tràn ngập căn nhà. Một tháng sau ngày Phúc mất, vẫn như thường nhật, bà Năm dọn cơm ra bàn để ăn sáng. Xong cả nhà còn lên chợ. Mâm cơm chỉ có món cá kho còn thừa đêm qua để lại và nồi cơm nguội. Hôm nay nhập thêm hàng mới nên phải đi sớm kẻo không kịp. Bà Năm gọi dục Hằng. Nhanh ra ăn cơm còn đi có nắng con ơi. Mấy này bận quá nên hai bố con ăn tạm. Chiều bố con đi chợ rồi nhà mình đổi món mới. Hằng mệt mỏi lê người bước ra. Bà Năm thấy vậy sốt sắng hỏi con dâu. Con mệt hả? Hay là ốm rồi đó? Mẹ đã bảo rồi, mệt thì ở nhà đi, đừng có quá sức mà không nghe. Hay mẹ đi nấu cho con bát cháo ăn cho tỉnh người. Dạ không sao đâu, chắc do tối qua ăn ít nên giờ đói lả người thôi, ăn xong là con tỉnh ngay đó mà. Bà Năm thấy vậy, xới cho cô bát cơm rồi gắp thêm cho cô cái cật cá. Hằng vừa gắp đưa lên miệng thì bắt đầu nôn khan, bụng cô quặn lên từng hồi, như thể muốn nôn ra hết những thứ trong dạ dày. Bà Năm thấy vậy hốt hoảng. Sao vậy, bụng còn khó chịu hả? Rồi bà quay qua hỏi ông Năm. Hay cá thiêu rồi hả ông? Không, cá tôi kho tối qua mà. Trời lạnh thế này sao mà thiêu cho được. Nói đoạn ông gắp miếng cá bỏ vào miệng rồi nói tiếp. Vẫn thơm ngon mà. Hằng ở bên cạnh vẫn tiếp tục nôn khan. Bà Năm nghĩ nghĩ một hồi rồi vội vã hỏi Hằng. Còn khó chịu trong người mấy ngày rồi, còn có cảm thấy gì khác nữa không? Con ngửi thấy mùi tanh thì buồn nôn. Hơn nữa mấy ngày nay con mệt mỏi lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Lại còn hay thèm chua nữa. Mà đó giờ con đâu có thích ăn chua đâu.
Hay là con bị bệnh gì rồi mẹ? Bà Năm nghe vậy ôm chầm lấy con dâu, vừa khóc vừa nói. Con không có bị bệnh gì đâu. Con có thai rồi đó. Nghe thế vậy, ông Năm ngẩn người, nhớ lại lời thầy Xuyến nói dạo trước. Có khi nào lời thầy ám chỉ chính là chuyện này hay không? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp báo của tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì quý vị nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết đến, cùng nghe nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video sau. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon.